Hi-yo, what's up anh em? Ok, what's up trở lại nha anh em. Vâng, và vẫn cứ như tôi đề thôi. Vâng, vẫn lại là mình nữa tôi. Vâng, và hôm nay đến cả anh em qua anh em ơi, tiếp tục là như tới. Và đó, trước khi vào đây anh em có nhu cầu gì thì tâm linh tin liên hệ cứ như tới nha anh em. Ghi cho mình nhu comment là hoặc là ở trong phần mô tả nha. Ok, thật sự luôn là hôm nói chung là clip trước, clip kia mày đập Rafael cũng sao đúng không anh em, nhưng mà kết cục nó đã về zero, khá là buồn nha anh em. Và rồi anh em biết mình mất bao nhiêu TP để gọi là mày đập nó lên 5 lại hay không anh em, đó là 12 tỏi nha anh em, vãi rồi đời luôn em ơi. Bữa là mình có 14 tỏi mấy đó anh em, đập mua phôi đập ra sao còn có 2 tỏi 8 mà anh em biết nghĩ cái cỡ nào rồi. Ôi đời luôn em, đời sao á anh em ơi, qua đan khó đập cực kỳ luôn anh em à. Hên hên gần tới phút chót tại nè mua mấy phôi này rồi còn dư lên. Vãi rồi, đến phút chót cái qua đan nó nhảy lên cộng 4 anh em, hú hồn anh em đập lên được cộng 5 quá mừng luôn em. Chắc mình từ bỏ qua đan cộng 6 quá anh em ơi, đập hoài không lên mà còn tốn TP nữa anh em. Ok, đơn Militao đang lên giá nha anh em. Ok, Odegaard nào biết chắc bán luôn đi chứ để làm gì đúng không anh em, thôi để hết UCL có cập nhật mini fight được các thứ hay không. Ok, Babe hy vọng game sẽ gọi là cho Babe một cái mini fight thật là chất lượng để mình mua về để dự bị chơi nha anh em. Demot này chắc không mua về làm gì đâu anh em, đội hình về quá được anh em ơi. Đội hình đâu có đá đâu, mua mấy cái này về làm gì. Mua đâu rẻ hợp lý anh em để làm kỷ niệm vô lâu lâu, nói chung là đội hình này lâu lâu mình vô mình ngắm cái xong mình ao game anh em ơi. Mình đâu có đá đâu mà còn gì phải mới có thủ ngon đúng không. Ok, đẹp là được đối với mình như thế anh em ơi. Ok, lên cạnh anh em qua thì trước khi vào gọi là đi xả xui đổ đen cái nha, vẫn cứ giao án cũ như ngày nào để mình nha. Here we go, tiến tụi mình như thế thôi, hit được tên nhẹ nhẹ nhàng thôi. Hy vọng mà nhà đổ đen dày dày hit sẽ có một cái đường lưỡi cho chúng ta anh em, để gọi là đập thẻ trong mẹ cho anh em coi. Ok, làm tiếp nha anh em. Ok, trở lại anh em ơi, hit thứ hai, ẹt thứ hai chứ bao nhiêu như như thế là quá đủ rồi, lỡ lên nào. Ok, bắt đầu sẽ cho 10 cũ tiếp tục thôi, hết thứ ba anh em ơi, một nhịp vẫn cứ thế thôi, hãy chưa được đi nào anh ơi. Ok, đừng tiếp nha, tiếp tục anh em ơi, quá ẹt thứ ba giúp lỡ đi. Ok, đừng tiếp anh em. Ok, tiếp nha anh em, chơi 121 đi, hai cũ ghi hết lượt anh em ơi. Tiếp tục như thế vẫn là TP thôi, không có một đường lửa nào cho chúng ta giao hy vọng rồi anh em ơi. Ấn luôn, lỡ lên. Ok, đập tiếp anh em, hit cuối nha. Ok anh em ơi, hit cuối này xong rồi chúng ta vào cài đập thẻ cho anh em quên nha. Tiếp thôi. Hit cuối này là quả hay nhịp đi, cho nó đúng cái giao án anh em mà. Hay nữa, có khi lại chui hầm anh em. Biết rồi, được cuộc sống này luôn là những thứ bất ngờ tạo ra cho chúng ta mà. Có điều kỳ tích nha anh em. Ok, để mình nhé. Hãy trở lại nha anh em. Ok, kìa điều đầu tiên vâng ra đây là kìa cũng anh em xảy cơ lôi cùng 6. Ok, con hàng này chúng ta đập quá nhiều lần anh em ơi, đập con cùng 6 cùng 7 các thứ luôn rồi. Ok, tiếp tục như thế chiến nữa nào. Dịp như thế rồi, 1 2, tổ quen như cũ anh em, 3 4 5. Mà liệu hôm nay còn phép hay không nha. Hôm qua nói chung là chúng ta đi đá răng này, đá đồ hình này, đá game trải nghiệm này. Và hôm nay rồi đập thẻ mới có hay không. Ok, kìa đầu tiên. Vãi hòa. Ông nó quá hên anh em ơi. Ok, kèo đầu tiên nó hợp lý anh em, nó lại lên một cách thật là trơn tru rồi. Ok, và liệu mấy kèo sao căng căng của chúng ta có lên được hay không. Tiếp tục đẩy mình nha. Quá ổn anh em ơi. Here we go, trở lại anh em ơi. Ok, đây kèo thứ hai ngày hôm nay. Vâng, kèo của anh em nhập toàn. Vâng, mọi người anh em đưa kèo chúng nó là ba kèo nha anh em. Ok, Shadow Mane 5, BTC 6 và Club 7 anh em ơi. Ok, và rồi Mane là kèo con hàng đầu tiên chúng ta chơi tiếp. Ok, để mình nha. Ok anh em ơi, vâng và phôi người anh em để như thế này và rồi không có nhịp luôn nha, một quán đi luôn. Bây giờ Mane sẽ lên tiếng cho người anh em nha anh em. Kèo con 6 đó lên tiếng và liệu kèo con 5 lên tiếng không. Một nhịp, hai nhịp, ba. Hôm nay giúp khoát vãi ồ anh em ơi. Nhưng mà nhịp sáng này mình nghi quá. Vãi rồi, đúng là những điều đang nghi của mình luôn chính xác vậy nọ anh em ơi. Sao luôn này là quá đen thui rồi. Ok, để mình tiếp anh em. Ok, kè thứ hai anh em, vâng BTC người anh em để phơi như thế này. Và rồi phơi này có nhịp nha, sao nhảy như thế thôi. Chiến một mũi vãi hồ luôn anh em ơi, từ 2
ba, bốn, năm, sáu. Hôm nay kẹt có 5 khách đi, đừng nói kẹt con 6 lên tiếng khá nhiều quá chứ. Thì là bái hồ ngày hôm nay đấy anh em, biết đâu được. Bái hồ. Nó lại hợp lý nữa rồi, anh em ơi, nó lại vô cái khung rồi. Hôm nay sân nhà lên tiếng bái hồ, kẹt con 6 thật là dễ dàng, kẹt con 5 thì quá khó. Đó là một câu chuyện vỡ tan. Quá đã anh em ơi. Ok, kẹt con 6 thứ hai của ngày hôm nay đã lên tiếng rồi. Quá vui cho người anh em mà đều kêu con 7 lên tiếng không. Đợi mình tap lên cái nữa. Ok, đợi mình nha. Here we go. Vâng, và phương người anh em để như thế này anh em mai. Vâng, full mạch tiếp thôi và vâng vẫn có nhịp nha. Ok, nhịp luôn là cái gì đó khá là tâm linh nha anh em. Nó gây hồi hộp và nó đỡ bị tiếc nuối khi đi quá nhanh nha. Ok, và nó lên cũng khá là dễ dàng nữa. Nếu chúng ta tin, chúng ta tin là nó sẽ lên. Chỉ như anh em nói nhiều lúc nữa đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Biết đâu được anh em. Năm đi, sáu bảy lại lên. Thì cái kết này nó lại vỡ tan lòng này. Nhưng không anh em ơi, phải là đáng tiếc cho con lùi. Nếu lên 7 chúng ta có cộng 8 thì lại húp anh em. Nhưng điều đó không thể diễn ra rồi. Ok, nói chung là người anh em đưa kèo lên được kèo cộng 6 quá ổn anh em ơi. Ok, đợi mình tiếp nha. Hãy yêu trả lời anh em. Ok, hôm nay là kèo cuối bên sân nhà này nha anh em. Kèo này kèo cuối bên sân nhà nha. Vâng, là vâng, và đó là kèo của người anh em Minh Trí anh em ơi. Ok, người anh em Minh Trí và người anh em đưa kèo chúng ta đó là thu bao của tội 10 3 cộng 7 anh em ơi. Ok, để anh em có mức giá là 200 tội có cũng được anh em, cũng toàn tiền các thứ xin so phết này. Ok, chính là nào, tuy là của tội là không có mini file thêm đánh đá chắc cũng nét lắm anh em. Người anh em động đến 6 luôn này. Rồi nếu mức giá là 7 là 309 tội nha anh em. Ok, theo mình nghĩ là phone người anh em không đi chuẩn bị kỹ rồi. Ok, không full nha anh em. Ok, sẽ lên tiếng, dòng 7 sẽ lên tiếng thì là quá đẹp anh em ơi. Ok, đập thế nào chứ dự thì sẽ đi. 1 2 3 4 5 6 Dứt. Dứt khoát nha anh em. Hôm nay dứt khoát một cách thật là gọn gàng anh em ơi. Và liệu có đi diện đỏ rồi. Ok, sorry người anh em nha. Để mình tiếp nha anh em qua sân nhà. Rồi hôm trước qua sân khách anh em ơi. Liệu nữa rồi. Ok, để mình nha. Here we go. Ok, qua sân khách nha anh em. Vâng, đây là kèo của người anh em Tấn Kiệt. Vâng, và người anh em đưa kèo chúng ta đó là cụ ra bị lửa 6 anh em ơi. Ok, cụ này hôm trước mình đập lên 5 này nè. Và người anh em tiếp tục tin tưởng nữa. Và đưa kèo cùng 6 nha anh em. Hy vọng mình sẽ bế lên tiếp chứ đừng bế đi nha anh em. Đập lên đã bế xuống thật là bãi hồ của đời. Ok, đập chết phôi luôn. Vâng, và người anh em để phôi thế này anh em ơi. Vẫn là do em phun vạch đây. Ok, hôm nay chắc có duyên với cái quế kèo cùng 6 này mà. Hy vọng lần này sẽ lên tiếp nha. 9 1 2 3 4 5 Lận Trời đợi nhịp sáng không? Đồ nhịp sáng này có lẽ nào là nó nữa sao? Vãi hồ luôn rồi anh em ơi. Hôm nay có duyên với kèo cùng 6. Ý quá đã luôn. Quá hấp với điều đó anh em ơi. Vãi hồ thật sự luôn anh em mà. Quá đập con 6 này dễ dàng thật sự anh em. Kèo cùng 5 thì đi khá là khó luôn. Nhưng kèo cùng 6 là quá easy game với điều đó. Quá cơ hội rồi. Quá đã cho người anh em luôn. Trời ơi, bế cùng 5 lên, rồi còn bế cùng 6 lên nữa. Quá tuyệt vời, còn lại nói nha anh em. Ok, người anh em tin tưởng mình là một điều quá hợp lý và quá chính chắn và quá gọi là chính đáng nha anh em. Ok, đem tiếp thôi. Ok, tiếp tục anh em ơi. Vâng, đó là kèo cùng 6 tiếp nha anh em. Vâng, đây là kèo của người anh em Trọng Ân. Và hai ngọn pha này lên thì tuyệt đối hôm nay là kèo cùng 6 quá có duyên với mình. Hôm nay là ngày của cùng 6 anh em. Ok, nếu này pha này lên thật sự điều đó chính chắc chắc chắn là như thế luôn. Khẳng định như thế nha anh em, 100% nha anh em. 10 điểm không có nhưng pha này. 9 1 2 3 4 không để như thế. 5 Đừng nói điều đó sẽ lặp lại nữa nha. Cuộc sống luôn là những thứ bất ngờ mà.
Bất ngờ này liệu có thể lặp lại lần thứ N hay không đây? Mình thua, mình thua, mình chịu. Cái quái gì đi diễn ra nữa vậy à? Đó là sự đậm cam. Vãi ồ, hôm nay là ngày của kèo cộng sao anh em ơi. Vãi ồ, đi đá cho anh em coi xong cái quay trở về đập thẻ cái đó ha anh em ơi. Vãi, lâu lâu phải xả xu như thế anh em mà. Chứ đập thẻ hoài khi đó lại nó nói chung là hôm nay đập thẻ hoài cái nó đen đi dần dần anh em. Xong có mình bỏ đập thẻ ngày cái giờ đập thẻ lợi cái đó ha. Vãi, hôm nay là ngày cộng sao thật sự như thế nha anh em. Anh em đưa như kèo cộng sao nên đủ luôn rồi. Vãi, thật sự luôn. Vãi, quá hấp chừng rồi anh em, quá vui luôn rồi. Còn gì đi nấu nữa anh em. Ok, nói chung là cưới này mình không biết tên nha anh em, để ra chất chỉ số cho anh em coi luôn ơi. Đồ cưới này chân 5 ổn phết anh em, thế là cũng ổn này, giống anh 7 Utos vậy. Squat nó trang luôn. Như anh 7 Utos luôn anh em, nhưng có điều hơi lùng, có mét 7 mà đúng rồi. Ok, nói chung là đã tiếp anh em ơi, nên kèo tiếp tục thôi. Phải rồi, hôm nay quá đã anh em, còn 6 lên lê liệu, quá hấp. Ok, đợi mình nha, quá vô cho người anh em. Ok, trả lời anh em quá đã, anh em đập thẻ quá hấp hôm nay. Ok, đây là kèo của người anh em Hảo nha anh em. Ok, hết kèo cộng 6 rồi. Bây giờ đến kèo cộng 7, cộng 8 nha anh em. Hy vọng sẽ lên tiếng luôn thì là quá hấp. Ok, người anh em Hảo đưa kèo chúng ta đó là Karim Benzema cộng 7 nha anh em. Ok, đội hình người anh em nói chung là Real Madrid nha anh em. Ucela, Real Madrid đương đại. Ok, tuy ra thì không cao lắm nhưng nó mang về tính chất gọi là đẹp mắt anh em. Khá là ưng mắt nha. Nhìn khá là được. Ok, và rồi chiến thôi. Hôm nay kèo cộng 7 không lên tiếng đúng không anh em, và cộng 5 không lên tiếng luôn. Mà kèo cộng 6 tôi lên chịu đòi luôn. Và thêm nghĩ là chắc thôi thế này rồi. Ok, để Uruguay này ý này vô. Rồi như thế này đi, phone này hợp lý. Ok, cộng 7 phone là tiếp anh em ơi. Chiến thế nào không nên vô dự. 1 2 3 4 5 6. Benzema chúng ta nhập sáng. Đừng nói là nhập sáng này. Mình nghi lắm nha. Thấy cái... mình thấy shit. Why? Một ngày hôm, một hôm nay là một ngày đập thẻ thật là tuyệt vời nữa anh em ơi. Quá đã anh em ơi, vãi rồi, hôm nay đập thẻ quá đã, quá hấp bầy, không còn từ nào để nói ngày hôm nay nữa. Cứ ấn lại lên em ơi, sẽ có mấy kèo thôi, còn nhiều lên hết luôn rồi. Bây giờ kèo cộng 8 cuối cùng nó sẽ bùng nổ cho chúng ta xem anh em. Karim Benzema 7 quá hấp cho người anh em, quá vui luôn. Quá hế hò luôn anh em ơi, vì ta đập thẻ lên đi lệ luôn, nãy chưa xịt luôn nha anh em. Từ kèo cộng 6 của RB kia, xong kèo cộng 6 gọi là khứa tên của sao kia, giờ tới Ben nữa. Quá đã. Thật sự làm clip mình vừa quay vừa nói nha anh em, chứ không phải quay xong mà làm tí vô sào sào anh em nha anh em. Điều đó là chính đáng, mình nói là điều đó rất là nhiều lần, mình chính đến chính rất là nhiều lần nha anh em. Ok, nói chung là đã mình tiếp rồi. Ok anh em ơi, trả lại thôi. Vâng, tiếp tục kèo cộng 7, vâng kèo của người anh em Bảo Phúc anh em. Vâng, và kèo người anh em đưa ra chúng ta là định là đưa cụ rồi, nói chung là cứ rồi mà bây giờ này cộng 6 tiếp anh em. Nhưng mà người anh em đã bế đi, mọi người nên trực lỗi lại cho chúng ta là kèo Hurricane cộng 7 anh em, mùa TTHM 23 nha. Ok, chiến thôi, vẫn là kèo cộng 7 bên em lên tiếng thì đồng kênh sẽ lên tiếng thì quá đẹp nha anh em, mà phô như thế này luôn. Ok, không phô anh em ơi. Bây giờ kèo bên này cộng 7 mà lên với kèo Fortland cộng 8 mà lên nữa thì mình tạo nên lịch sử ngày hôm nay anh em, quá lịch sử luôn anh em, quá đẳng cấp. Vì điều đó clip siêu phẩm tuyệt đỉnh luôn anh em ơi. Ước gì điều tích nó có thể xảy ra anh em ơi. Mình sẽ biến những điều không thể nó thành có thể. Chuyển đôi Hurricane. 1 2 3 4 5 6 Hurricane. Ôi, dịp sáng này, chắc xin lỗi anh em quá. Sáng không được nhiều với bên nãy anh em. Ok, thật sự là đáng tiếc cho người anh em nha. Ok, sorry người anh em rất nhiều. Cái không lên tiếng nhờ anh em. Bây giờ cái Fortland sẽ gỡ gạt lại. Ok, đợi mình nha anh em. Sorry người anh em. Here we go, kèo cộng 8 anh em ơi. Vâng, và cũng là kèo cuối cùng luôn. Vâng, đó là Diego Fortland của chúng ta. Vậy thật sự ra Diego bên sân khách của chúng ta nó là giá khá là rẻ anh em. Có 90 tuổi à, nếu mà lên 8 anh em. Vãi thật sự, cái đệm ram chắc rá không, góc của nó như thế nào. Vãi rồi luôn anh em, Diego là anh em giá góc của nó vậy. Giá không góc 1 năm có 4 tổ 7 anh em. Dạ vãi Diego đúng ngon này, sao giá rồi. Còn không có tổ 3 anh em. Ui sự Diego này nét luôn đấy anh em, nhưng bị há anh em. Giá si đời vãi. Có bút tóc không.
có búi tóc y chang nó trong Sài Gòn, y chang bên sân nhà chúng ta thôi, không khác gì đâu. Nhưng mà ra tầm này thì quá là quá ồ anh em, quá ngon á. Ok, đợi mình tiếp, vào kèo đập thôi, qua nó quá nhiều. Ok, cộng 5 đi, cộng 6 đi, cộng 7 để lên tiếng một lần và cộng 6 ô tô lên. Một cái rồi kèo cộng 8 cuối cùng này lên tiếng nữa thì đẳng cấp. Thì ngày mai mình tạo lên lịch sử nữa. Kèo cộng 8 tiếp theo. Hôm nay mình đầy cảm giác cho nên hôm nay là thấy đầy cảm giác lắm à. Mình tự tin về bản thân mình có thể bế đi go lên. Nếu điều đó sai thì cho mình sorry nha người anh em Văn Hào. Chuyển nhờ anh em. 1 2 3 4 5 6 7 và đây là đi Ago Fort Lan. Siêu âm. Cộng 6 rồi. Ừ đúng rồi, hôm nay nó cho auto kèo cộng 6, có gì kèo cộng 6 nha anh em. Kèo cuối cũng cộng 6 nữa này. Như cộng 6 này hơi lạ nha. Cộng 6 này đau nha anh em. Cộng 6 nó không có vui, cộng 6 nó có kèm theo cái diện đỏ nữa. Mình không thích màu đỏ. Trong khi cái hình ảnh như thế này anh em ơi. Ok sorry người anh em nha, không hoàn thành được tấm nguyện rồi. Nếu người anh em có thể bế lên 7 được tiếp thì anh có thể trượt lỗi được một lần cộng 8. Ok, nói chung là kèo đập thẻ hôm nay có anh em vừa như đây thôi nha anh em. Vào kèo mở gói của mình thôi, hy vọng nay sẽ mở gói được cái gì đó đập thẻ quá lộn rồi. Ok, để mình điểm nha. Theo trở lại anh em. Ok, trước khi ba anh em thì phục vụ anh em thêm vài kèo mở gói sơn sơn. Ok, nói chung là đi mở gói sự kiện xấu số nha anh em. Hôm nay nói chung là khách cho chúng ta được gọi là 100 vé anh em. Ok, mình có mấy hạt mở ra được gói 9B với gói 6B anh em, mình mở luôn. Mấy gói này không, nói chung là mấy gói xịt cũng mở cho anh em coi luôn nha anh em. Ok, với cái gói tím tím gì hôm nay nè nha anh em. Cái gói này nè, cái gói cộng 5, nó cộng 8 anh em. Hy vọng sẽ có sổ cộng 8 cho anh em coi nha. Chờ đợi những pha sản phẩm đó thôi. Ok, chuyến nào 1000 FV chắc mình để dành nha anh em. Mình để tích nhiều nhiều FV nên có sự kiện gì đó báo danh nhận được 500 FV anh em. Mình tích dùng dò mở anh em coi lần nha. Ok, mình nhìn hay lắm anh em ơi, mình đúng là thánh kiên nhẫn mà. Ok, hi vọng cái cộng 8 nha anh em, phía đầu tiên của đó có nữa nha anh em. Hầm gì FC luôn rồi, coi gì F hen anh ha, ui thằng này F hen là cao luôn mới đúng luôn rồi. Cao bê gì vậy. Hỏi là cộng 5 nè. Ừ, tính như cộng 5 là ngon đấy. Ừ, cộng 5 nguyên mà ngon gì. 486 ở nguyên mà anh em gì đâu ngon. Ok, đây bạn xu. Trả lại anh em ơi. Ok, thứ hai chiến nào hầm gì đây. Hầm dây. Cái kia nữa. Ôi, cờ lạ luôn rồi. Tê luôn. Ôi. Cái cục đi anh em, không có cái cộng cuối nào mới đúng vậy. Quá hửi anh em, cái đêm tiếng thôi. Chuyến nữa anh em ơi. Ok, đợi nhịp sáng từ từ nha. Ừ, đừng hầm bấm xe lại. Rồi không có hầm luôn em. Ấy rồi, với đường khứa tỷ 2 trong em muốn cũng được anh em, nhưng không có cho hầm, nhưng vẫn ok. Ok, đệm tiếp nào. Ok anh em ơi, trước khi mở tiếp thì mình thấy có mấy thứ lạ lạ anh em. Vãi rồi, thẻ đều biết bắt khâm bên đây lạ. Vãi rồi luôn anh em ơi, nhìn nét thế. Nhìn nét căng luôn em. Quái ồ luôn. Quái ồ, đâu biết đó không anh em ơi. Nói chung là bên sân nhà mình đặt mua không ai bán anh em. Quá buồn luôn, biết chừng nào về luôn anh em ơi. Thật sự luôn, biết chừng nào đâu biết đó không về được trải nghiệm anh em. Chắc đâu biết nó ngon lắm anh em, có tóc có thứ mà. Chứ khó mua lắm mà nha anh em. Theo nghĩ như thế nha. Bulo Marini thẻ cũng cháy nè nha anh em. Thẻ cũng đẹp quá luôn nè. Thật lạ. Chuyện anh em ơi. Làm gì? Ừ, không có lửa luôn, làm cái gì. Còn thử luôn em, kê đời mình nha. Chuyển anh em ơi, gói này chắc mà liền, để nhịp đi. Ok, hàm dây FC nó đề nghỉ. Tiếng Anh. Về đất tiếng Anh. Manchester luôn. Mắc cực rác thuộc anh em. Hãy ra bốn. Mùa gọi là mùa này, mùa gì ta, mùa. Cái mùa gì quên bà nó quên tên anh ạ. Ừ, mùa hết chết 24. Nhưng mà lá của là 4 bao nhiêu TV đây. Trời ơi, lá si nhưng có khứa cộng 6 của Atletico nha em. Ok, tên cũng được, phết em tìm giá không ngon. Siêu, vẫn siêu nha. Ô, tên này xịn đấy anh em, đảm ơn xuống. Xuyến nào anh em ơi, hầm gì. Có hầm là chắc. Ok, em xe nữa, ông cũng xe anh em ơi, cái gì. Mania hả? Mania thiệt. Ôi, Mania, lỏ, Mania mùa này. Chúng em này ba đúng anh em ơi.
gò canh tê luôn. Hai cục ok ok để mình nha, không nên nói điều đâu. Xin tiếp nào anh em ơi. Ok hàm chi hát chơi nữa coi gì cho cái gò lạ lùng của đời luôn, em lần hát trong đời luôn á. Hàm chi rồi hướng đi quay luôn gò làm sao luôn nhiều giá xì ok để mình nha. Ok anh em ơi, ước gì fan em mà nổi vậy được cứ nào đó còn 8 xịn sò nha anh em. Ok, ước gì được hàng còn 8 mà gối da anh em thì đã của đời luôn anh em ơi. Ok, hầm dây xì nữa. Đó tia, xin đi mờ. Trời ơi, mày vô quýt. Quá quen mà điều đó luôn. Không có cộng luôn em, 22 nè. Nhiêu đây. Trời ơi, bắt đấu luôn cái đời mình nha anh em. Đỡ anh em ơi, hit này hit nữa chúng ta bay nha. Quá đủ rồi. Ok, có hầm, hầm gì? Ok, hầm xin luôn. Hầm nha, yeah, hầm xin, coi đi. Bước, được coi. Bước xin đi mờ. Ừ, cái bộ. Còn người tư, cũng như khoai mà. Làm ăn gì. Ủa, dai tổ 6 nè. Vẫn ok. Nó bây giờ đã biết bất khâm mà nè, chắc là tới sáng luôn. Ơ, quá đã. Ok, chật bỏ anh em, ok, kèo cuối nè. Ok anh em ơi, vào gói 9B thôi, gói 124-130 anh em. Ok, gói trong sự kiện sổ số, nói chung là có tỷ lệ do UR cao lắm anh em, UR cao chứ không win nhiều nha. Ok, chúng ta hy vọng về một điện siêu phẩm nha, anh 7 của Tuti, hầm Tuti thì lại húp của đời luôn. Ok, chế, lửa gì của trong cái đường hầm lắm á thôi. Ui, xe luôn rồi, trời ơi. Đời quá rồi, tao có gì nghĩa hả? Cuối cùng là tư giá si luôn. Trời ơi, đúng si luôn. Hửi luôn. Cho min luôn. Ok, đây cho là ba anh em nha anh em. Vàng anh em có lý ngày mai này. Hôm nay là quá đủ ngày hôm nay. Hôm nay là ngày cưng mưa cùng 6 anh em. Quá đẹp điều đó. Ok, mà gói cũng được vui vui được. Nói cùng nói chung là mà ra là cũng được mấy khứa còn mò mỏng anh em cũng tạm đây. Ok, đây cho là ba anh em nha anh em. Và cảm ơn anh em đã xem hết clip. Và cảm ơn và anh em có nhu cầu thì thông tin liên hệ cũng như thế anh em. Xin chúc mình những comment ở trong phần mô tả nha. Ok, cảm ơn em rất nhiều vì điều đó nha. Bye anh em.